quý vị và các bạn, với trên 60% diện tích đất nông nghiệp và trên 80% dân số sống ở nông thôn, tỉnh Hải Dương có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế nông nghiệp với nhiều sản phẩm có thế mạnh. Những năm qua, Hải Dương đã tập trung chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, tập trung vào các sản phẩm rau quả, gia vị như hành, tỏi, cà phê và các loại cây đặc sản, trong đó phát triển những cây ăn quả có sản lượng lớn, giá trị kinh tế như dưa hấu, cam, ổi, na, bí ngô, v.v. và đặc biệt là vải thiều. Diện tích trồng vải của Hải Dương luôn giữ ổn định trong khoảng 11.000 ha với sản lượng khoảng 50.000 tấn một năm. Hiện nay thì quả vải Hải Dương có mặt khắp cả nước và đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh có mức tiêu thụ rất lớn. Theo ước tính, tiêu thụ nội địa của quả vải Hải Dương chiếm khoảng 50-60%. Đối với xuất khẩu, mặc dù thị trường chưa mở rộng, nhưng quả vải tươi sấy khô chế biến và cấp đông cũng đã có mặt ở một số nước như là Lào, Campuchia, Thái Lan, Singapore, các nước châu Âu, Hàn Quốc, Nhật Bản và một số nước Trung Đông. Riêng thị trường Trung Quốc chiếm 20% tổng sản lượng vải của Hải Dương. Chúng tôi cũng đã rất là quan tâm từ trước nay, đặc biệt 2 năm nay thì lãnh đạo tỉnh đã quan tâm từ cái việc xúc tiến tại địa bàn địa phương. Ngoài ra thì 2 năm nay chúng tôi duy trì cái việc mà xúc tiến thương mại tại cái trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, thì tỉnh chúng tôi có liên kết với thành phố Hồ Chí Minh cùng với Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn cùng với Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh mời gặp các doanh nghiệp, các chủ nhà hàng, các chủ các siêu thị lớn và những người tiêu thụ kể cả trong và ngoài nước. Với tất cả những cái việc kỳ vọng, tất cả những cái gì nỗ lực của cơ quan quản lý nhà nước, tôi hy vọng rằng nông thổ sản của Hải Dương nói chung, trong đó có cây vải, quả vải là trong năm nay cũng có được tiêu thụ tốt hơn để giúp bà con nông dân đỡ khó khăn trong cái mùa vải, đặc biệt khi được mùa. Để tìm đường ra cho các mặt hàng nông sản của mình, tỉnh Hải Dương đã tổ chức nhiều đoàn xúc tiến thương mại cho sản phẩm của mình cũng như tham gia các hội chợ triển lãm chuyên ngành. Một vài năm nay, để quả vải cũng như những loại nông sản khác tiêu thụ tốt, ổn định, tỉnh đã chủ động đẩy mạnh việc xây dựng thương hiệu cho các loại trái cây chất lượng cao, nâng cao chất lượng để tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Bắt đầu từ năm 2014 thì được sự quan tâm của cấp tỉnh là cấp huyện là đưa người nông dân mình bắt đầu hướng vào cái sản xuất theo cái quy trình Việt Gáp ấy. Thế mà mình cứ thường thường là nói là để hướng cho người dân sản xuất theo cái quy trình vải sạch. Thế còn năm 2015 thì mới bắt đầu là sản xuất theo ngoài cái Việt Gáp thì còn sản xuất theo cái công ty Rồng Đỏ, người ta muốn cho mình sản xuất theo cái lô bồ gáp. Thế và ở đây trong cái khu vực của mình này sẽ được chọn 10 hecta là tổ chức sản xuất hàng xuất khẩu đi Mỹ. Tăng cường công tác kết nối giao thương giữa các trung tâm tiêu thụ lớn nhất là thị trường thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Đây là khu vực chiếm 50% thị trường vải nội địa. Đẩy mạnh hơn nữa công tác xúc tiến thương mại, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, cung cấp và thông tin kịp thời về thị trường, giá cả, nhu cầu, các quy định, các tiêu chuẩn và rào cản kỹ thuật. Mới đây, tỉnh Hải Dương, huyện Thanh Hà cũng đã có buổi làm việc với Tổng Công ty Thương mại Hà Nội Hapro bàn các phương án tiêu thụ vải thiều tại thị trường nội địa. Đây là lần đầu tiên Tổng Công ty Thương mại Hà Nội tham gia tiêu thụ vải thiều, hàng nông sản tươi, một lĩnh vực còn khá mới mẻ với Tổng Công ty. Mặc dù là lần đầu tiên tiêu thụ nông sản tươi, nhưng đơn vị này đã xây dựng chiến lược bài bản có tính lâu dài để có thể đẩy mạnh việc tiêu thụ nhiều loại nông sản khác trong thời gian tới. Tham gia kinh doanh vải thiều, Hapro xây dựng kế hoạch bài bản từ khâu tổ chức thu mua, in ấn bao bì đến vận chuyển, bảo quản và phân phối. Với mục tiêu tạo ra kênh tiêu thụ vải thiều đến tay người tiêu dùng với giá rẻ nhưng tạo được sự khác biệt trên thị trường. Thêm vào đó thì tổng công ty sẽ triển khai 100 điểm bán buôn, bán lẻ vải thiều tại tất cả các hệ thống phân phối của mình ở Hà Nội và các tỉnh thành phố khác, cũng như huy động 6.000 nhân viên tham gia vào việc tiêu thụ vải thiều. Một số cái như bưởi, rồi là cam, vừa rồi thì cam Cao Phong hoặc là dưa hấu hoặc là một số cái đặc sản khác của Việt Nam mình thì chất lượng rất là tốt. Tuy nhiên là cái sức tiêu thụ nó chưa được lớn. Do đó chúng tôi là một tổng hoạt động trong lĩnh vực thương mại cũng rất quan tâm những cái sản phẩm này với mục đích là đưa quảng bá những sản phẩm này, đưa vào cái hệ thống thương mại nội địa để tất cả người tiêu dùng của thủ đô cũng như các cái tỉnh lân cận có thể là được sử dụng. Thì đối với vải Thanh Hà thì Tổng Công ty Thương mại Hà Nội cũng là rất quan tâm và Tổng Công ty đã thành lập một cái ban chỉ đạo thực hiện tất cả gần 30 công ty thành viên tham gia vào cái chương trình này để tiêu thụ sản phẩm cho cái vải Thanh Hà. Không chỉ có vải thiều, các mặt hàng nông sản khác cũng được tỉnh Hải Dương đẩy mạnh liên kết tiêu thụ.
với các công ty thương mại, các nhà phân phối, các đối tác nước ngoài để tìm đầu ra ổn định lâu dài cho hàng nông sản, một thế mạnh của Hải Dương. Hy vọng rằng với sự nỗ lực của mình, tỉnh Hải Dương sẽ xóa bỏ được hiện tượng được mùa mất giá và đời sống của người nông dân sẽ được từng bước nâng cao. Và quan trọng hơn cả là trong thời gian tới, các hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam với các nước và khu vực trên thế giới đã và sẽ được ký kết, mở ra nhiều thị trường, nhiều cơ hội cho Hải Dương nói riêng và Việt Nam nói chung. Do vậy, cần có sự chuẩn bị kỹ càng để có thể phát huy tối đa các tiềm năng và lợi thế của mình.